Như Quỳnh muốn giới thiệu người bạn Oco của Như Quỳnh, chiếc ghế massage vật lý trị liệu rất tuyệt vời của công ty Teletron đã giúp cho Như Quỳnh tinh thần phấn chấn. Như Quỳnh đã từng ngủ trên chiếc ghế trong một cái trạng thái say mê mà không có muốn rời xa nó. Ghế massage Oco làm tại Nhật tốt nhất thế giới, hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, trị liệu đau nhức rất tuyệt vời. Được bớt 2.500 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời, chỉ 209 đồng một tháng, hoặc được tặng cặp gối Lamborghini Italy 800 đồng. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Xin chào khán thính giả Phố Bôn Sa TV, tôi là biên tập viên Tuyết Mai. Chương trình thời sự 24 giờ hôm nay bao gồm các bản tin như sau. Cựu Tổng thống Trump đang tiến hành kế hoạch thành lập nền tảng truyền thông xã hội riêng. Giáo hội Cơ đốc kiện Chủ tịch Hạ viện và Phó Tổng thống vì không được hành lễ ở khu vực Điện Capitol cho thứ 6 tuần thánh. Video tuần tra biên giới cho thấy những kẻ buôn lậu bỏ rơi đứa trẻ 5 tuổi, 3 tuổi ở biên giới. Cựu Tổng thống Trump gọi kế hoạch việc làm của Tổng thống Biden là món quà lớn cho Trung Quốc, nói rằng nó sẽ đè bẹp công nhân Mỹ. Thống đốc Texas viết thư cho Phó Tổng thống Kamala Harris yêu cầu câu trả lời về cuộc khủng hoảng biên giới. Hunter Biden nói sẽ không làm việc cho công ty Ukraine nếu biết bị đưa vào tầm ngắm khi cha mình ra tranh cử Tổng thống. Hàng triệu liều vaccine Covid của Johnson & Johnson bị hủy hoại do nhầm lẫn. Bạn trai ghen tuông chặt đầu nữ hoàng sắc đẹp Nga trong khu rừng hẻo lánh. Tổng thống Biden suýt bước hụt khi đi lên cầu thang của đệ nhất phi cơ nhưng lần này đã tránh được té ngã. Cựu Tổng thống Trump đang tiến hành kế hoạch thành lập nền tảng truyền thông xã hội riêng. Cựu Tổng thống Donald Trump và nhóm của ông đang tiến lên với kế hoạch bắt đầu nền tảng truyền thông xã hội của riêng họ. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Fox News. Chúng tôi đang tiến về phía trước, một nguồn tin cho biết hôm thứ Ba, và Tổng thống Trump sẽ có tiếng nói của mình bằng cách này hay cách khác. Nguồn tin cho biết họ đang dành thời gian để làm điều đó đúng đắn. Bạn có một cơ hội, nguồn tin cho biết. Chúng tôi đang chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, chúng tôi sẽ tung ra một cái gì đó. Cố vấn cấp cao của Trump, Jason Miller, vào đầu tháng này đã ám chỉ về kế hoạch để Trump tạo ra hình thức truyền thông xã hội của riêng mình sau khi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat và YouTube cấm vĩnh viễn ông khỏi các nền tảng của họ sau cuộc bạo động ở Capitol vào tháng 1. Chỉ trong tuần này, Facebook đã xóa một video về cuộc phỏng vấn với Trump do con dâu Lara Trump thực hiện, nói rằng bất kỳ nội dung nào theo tiếng nói của Donald Trump sẽ bị xóa khỏi nền tảng truyền thông xã hội này. Một nhóm các quan chức của ông Trump đã được một nhân viên Facebook gửi email trước khi cuộc phỏng vấn được đăng, cảnh báo rằng bất kỳ nội dung nào được đăng trên Facebook và Instagram bằng giọng nói của Tổng thống Trump hiện không được phép trên các nền tảng của chúng tôi, bao gồm cả các bài đăng mới có Tổng thống Trump phát biểu và cảnh báo rằng nó sẽ bị xóa nếu được đăng, dẫn đến những hạn chế bổ sung đối với các tài khoản đã đăng nó. Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các tài khoản và trang của chiến dịch, bao gồm đội Trump, các phương tiện nhắn tin chiến dịch khác trên nền tảng của chúng tôi và những người đại diện cũ. Email được đăng trên Instagram của con trai Trump, Eric Trump, nêu rõ. Cuộc phỏng vấn cuối cùng đã được đăng lên trang Facebook của Lara Trump, nhưng sau đó đã bị gỡ xuống. Xin chào các bạn, một nhân viên Facebook đã viết trong email cho cô ấy với dòng tiêu đề xóa nội dung. Chúng tôi liên hệ để thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi đã xóa nội dung khỏi trang Facebook của Lara Trump có nội dung Tổng thống Trump phát biểu, nhân viên Facebook viết. Theo quy tắc chặn mà chúng tôi đã đặt trên các tài khoản Facebook và Instagram của Donald Trump, các nội dung khác được đăng bằng giọng nói của Donald Trump sẽ bị xóa và dẫn đến các hạn chế bổ sung đối với các tài khoản. Lara Trump đã đăng email lên Instagram của cô ấy, một nguồn tin thân cận đã xác nhận tính xác thực của các tin nhắn với Fox News. Facebook đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News. Những gì họ đã làm với Lara thật đáng hổ thẹn, một nguồn tin thân cận với Trump nói với Fox News. Họ đang tắt tiếng nói của chúng tôi, bất cứ điều gì liên quan đến Trump. Thật không hay chút nào về những gì đang diễn ra, họ đang cố gắng làm cho chúng tôi im lặng hoàn toàn, nguồn tin tiếp tục. Nguồn tin nói thêm, mặc dù vậy, mọi việc sẽ không diễn ra tốt đẹp bởi vì chúng tôi đang phản pháo và bắt đầu công việc của riêng mình ngay bây giờ. Giáo hội Cơ đốc kiện Chủ tịch Hạ viện và Phó Tổng thống vì không được hành lễ ở khu vực Điện Capitol cho thứ 6 tuần thánh. Một giáo hội trưởng lão đang kiện Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ban Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ và sĩ quan vũ trang Thượng viện cho rằng việc tiếp tục duy trì hàng rào ngăn khu vực xung quanh tòa nhà Điện Capitol là vi phạm quyền của tu chính án thứ nhất.
Mục sư Patrick Mahoney cho biết trong đơn kiện của mình đệ trình hôm thứ Ba lên tòa án liên bang rằng ông đã cố gắng tổ chức một buổi cầu nguyện cho thứ Sáu tuần thánh trên vỉa hè gần hành lang hạ tây của Điện Capitol, nhưng các nhà chức trách đã từ chối yêu cầu của ông. Mahoney tuyên bố rằng ông đã tổ chức nhiều sự kiện tương tự tại cùng một địa điểm trong quá khứ, bao gồm cả năm ngoái khi ông làm việc với cảnh sát Capitol để đảm bảo sự kiện tuân thủ các hạn chế COVID-19. Những hành vi này của các bị cáo đã tạo ra một cách hiệu quả vùng cấm phát biểu tại một trong những diễn đàn công cộng quan trọng nhất trong cả nước, đơn khiếu nại viết. Khu vực xung quanh Điện Capitol đã được rào lại và lực lượng vệ binh quốc gia có mặt tại khu vực này sau cuộc biểu tình bạo lực diễn ra vào ngày 6 tháng 1. Mahoney nói rằng vụ việc là một phần cảm hứng cho lễ vọng trước ngày thánh, tuyên bố trong đơn kiện rằng nó có mục đích rõ ràng là cầu xin sự chữa lành của Đức Chúa Trời khỏi sự chia rẽ và lo lắng kéo dài trên đất nước chúng ta kể từ sự kiện bi thảm ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một email từ cảnh sát Capitol gửi cho Mahoney cho biết khu vực mà giáo hội muốn tổ chức lễ vọng bị hạn chế và do đó yêu cầu cấp phép của ông không thể được xử lý. Để thay thế, một trung úy cảnh sát cho biết Mahoney có thể xin tổ chức lễ vọng tại một khu vực vỉa hè mà Mahoney nói là khá xa nơi ông muốn tổ chức. Mahoney tuyên bố rằng việc ông bị cấm tổ chức lễ vọng vi phạm các quyền của tu chính án thứ nhất về tự do ngôn luận, hội họp và tự do thực hành tôn giáo. Ông cũng tuyên bố nó vi phạm quyền của tu chính án thứ 5 theo đúng thủ tục và đạo luật khôi phục tự do tôn giáo. Vụ kiện của Mahoney đã được Trung tâm Tự do Hoa Kỳ thay mặt ông đưa ra. Việc từ chối một giáo hội và các giáo dân trung thành khả năng cầu nguyện bên ngoài Điện Capitol của Hoa Kỳ là không thể hiểu được và vi phạm các đảm bảo của tu chính án thứ nhất đối với các diễn đàn công cộng truyền thống, giám đốc điều hành của trung tâm cho biết trong một tuyên bố. Video tuần tra biên giới cho thấy những kẻ buôn lậu bỏ rơi đứa trẻ 5 tuổi, 3 tuổi ở biên giới. Đội tuần tra biên giới hôm thứ Tư đã công bố một đoạn video gây sốc về những kẻ buôn lậu bỏ rơi một bé gái 5 tuổi và một bé gái 3 tuổi tại biên giới ở sa mạc New Mexico vào giữa đêm sau khi thả chúng từ độ cao hơn 4 mét qua hàng rào biên giới. Đoạn video do Gloria Chavez, trưởng đặc vụ tuần tra khu vực El Paso công bố, cho thấy những gì cô ấy nói là hai kẻ buôn lậu mở rộng hàng rào và thả từng đứa trẻ xuống mặt đất và bề mặt thô rám trước khi ném thứ có vẻ là một số đồ đạc xuống sau đó. Hai kẻ buôn lậu sau đó được nhìn thấy đang chạy trốn từ phía nam của hàng rào. Chavez cho biết các bé gái bị bỏ cách xa khu dân cư hàng dặm. Chúng đã được các đặc vụ cứu sau khi được phát hiện qua công nghệ giám sát. Tôi kinh hoàng trước cái cách mà những kẻ buôn lậu này tàn nhẫn thả những đứa trẻ vô tội từ hàng rào biên giới cao hơn 4 mét vào đêm qua. Nếu không nhờ sự cảnh giác của các đặc vụ sử dụng công nghệ di động của chúng tôi, hai trẻ em ruột non nớt này đã phải đối mặt với những yếu tố khắc nghiệt của môi trường sa mạc trong nhiều giờ, Chavez nói. Chúng tôi hiện đang làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi ở Mexico và cố gắng xác định những kẻ buôn người tàn nhẫn này để buộc chúng phải chịu trách nhiệm với mức tối đa của pháp luật, cô nói thêm. Chính quyền Biden đã phải cố gắng đối phó với làn sóng trẻ em không có người đi kèm ở biên giới. Hiện tại, những người trưởng thành độc thân và một số gia đình nhập cư có thể bị trục xuất thông qua các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo Điều 42, nhưng trẻ em không có người đi kèm thì không bị trục xuất. Số lượng trẻ em không có người đi kèm đã tăng lên trong nhiều tuần với việc các cơ quan quản lý mở các trung tâm trong nỗ lực tiếp đón chúng. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới hiện có hơn 5.000 trẻ em di cư bị giam giữ, trong khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh có hơn 11.000. Cựu Tổng thống Trump gọi kế hoạch việc làm của Tổng thống Biden là món quà lớn cho Trung Quốc, nói rằng nó sẽ đè bẹp công nhân Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump gọi kế hoạch việc làm của Tổng thống Biden là một sự quái dị, sẽ là một trong những vết thương kinh tế tự gây ra lớn nhất trong lịch sử. Kế hoạch việc làm tại Mỹ của Biden được công bố hôm thứ Tư, kêu gọi huy động 2,25 nghìn tỷ đô la chủ yếu bằng cách tăng thuế suất doanh nghiệp từ 21% lên 28% và thuế tối thiểu toàn cầu đối với các công ty Mỹ từ 13% lên 21%. Mục tiêu của nó là cải thiện cơ sở hạ tầng và bơm tiền vào sản xuất, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và chống biến đổi khí hậu. Kế hoạch cấp tiến của Joe Biden nhằm thực hiện đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là một món quà lớn cho Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, sẽ gửi hàng nghìn nhà máy, hàng triệu việc làm và hàng nghìn tỷ đô la cho các quốc gia cạnh tranh này, ông Trump nói trong tuyên bố. Kế hoạch Biden sẽ đè bẹp công nhân Mỹ và tiêu diệt ngành sản xuất của Mỹ, đồng thời trao các đặc quyền về thuế cho các nhà gia công, các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ nước ngoài. Người tiền nhiệm của Biden tiếp tục nói rằng kế hoạch này sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn bằng cách phạt các công ty tạo ra việc làm trong nước, đồng thời tạo động lực cho các công ty chuyển hoạt động ra nước ngoài. Ông Trump lưu ý, điều này xảy ra vào thời điểm đất nước đang phục hồi sau những tác động kinh tế của đại dịch coronavirus.
Đạo luật này sẽ là một trong những vết thương kinh tế tự gây ra lớn nhất trong lịch sử, ông nói. Trong khi đó, các đảng viên Dân Chủ đã ca ngợi kế hoạch này. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đảng Dân Chủ bang California, gọi đây là khoản đầu tư thế kỷ có tầm nhìn xa cho người dân Mỹ và tương lai của nước Mỹ, sẽ tạo ra hàng triệu việc làm trong công đoàn, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ. Kế hoạch kêu gọi các khoản đầu tư lớn hướng tới các mục tiêu như cải thiện an toàn nguồn nước, nâng cấp trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em, hỗ trợ xe điện, internet băng thông rộng và nhà ở giá cả phải chăng. Nó sẽ loại bỏ việc giảm thuế cho các công ty dầu khí. Thống đốc Texas viết thư cho Phó Tổng thống Kamala Harris yêu cầu câu trả lời về cuộc khủng hoảng biên giới. Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết ông muốn có câu trả lời liên quan đến cuộc khủng hoảng dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico và ông đang tìm kiếm chúng từ Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuần này, ông Abbott đã viết một lá thư cho bà Harris, người vừa được Tổng thống Biden bổ nhiệm để giám sát việc xử lý của chính quyền mới đối với sự gia tăng gần đây của những người di cư tìm cách vào Hoa Kỳ. Giờ đây, Tổng thống Biden đã bổ nhiệm bà là thống soái biên giới phụ trách phản ứng của chính quyền. Tôi muốn bày tỏ với bà những mối đe dọa và thách thức do chính sách biên giới mở của chính quyền này gây ra, Abbott viết trong bức thư ghi ngày thứ ba. Abbott tiếp tục, những chính sách này khuyến khích và làm giàu cho các băng đảng, những kẻ buôn lậu và buôn người tiếp tục gia tăng các hoạt động tội phạm của chúng. Sau đó trong bức thư, ông Abbott thúc giục bà Harris tự mình đến thăm khu vực biên giới, điều mà bà ấy vẫn chưa làm kể từ khi trở thành phó tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Bức thư sau đó liệt kê các lĩnh vực cụ thể cần quan tâm. Ông Abbott yêu cầu bà Harris xác định ai đang hỗ trợ trẻ em không có người đi kèm khi chúng di chuyển đến biên giới Hoa Kỳ, giải thích những gì Hoa Kỳ đang làm để loại bỏ mối đe dọa gây hại cho trẻ em nhập cư và xác nhận xem liệu trẻ em có bị buộc phải mang các mặt hàng lậu vào Hoa Kỳ hay không. Ông cũng yêu cầu bà Harris cung cấp thông tin chi tiết về việc kiểm tra y tế đang được thực hiện cho trẻ em và giải thích liệu việc kiểm tra có giúp xác định các nạn nhân bị hành hung và lạm dụng hay không. Ông cũng hỏi cách Hoa Kỳ đảm bảo rằng bất kỳ người lớn nào đi cùng những đứa trẻ là những cá nhân đáng tin cậy và cách Hoa Kỳ lên kế hoạch truy tố những người lớn gây tổn hại cho trẻ em. Người Mỹ xứng đáng được biết chính quyền đang làm gì để có câu trả lời cho những câu hỏi này và truy lùng những kẻ buôn người, Abbott viết. Với vai trò mới của bà là thống soái biên giới của chính quyền, tôi khuyến khích bà đến thăm biên giới để tự mình chứng kiến cuộc khủng hoảng. Và tôi cầu xin chính quyền Biden hành động nhanh chóng để đảm bảo biên giới, ngăn chặn nạn buôn người và ngăn chặn nhiều trẻ em bị buôn bán và lạm dụng hơn. Bà Harris gần đây đã bị chỉ trích vì cười nhạo các câu hỏi về vấn đề người di cư và không tổ chức một cuộc họp báo về cuộc khủng hoảng biên giới bất chấp vai trò giám sát của bà. Hôm thứ Ba, bà Harris đã nói chuyện với Tổng thống Guatemala, cảm ơn ông vì đã bảo vệ biên giới của Guatemala khi những người di cư đi về phía Bắc đến Hoa Kỳ. Hunter Biden nói sẽ không làm việc cho công ty Ukraine nếu biết bị đưa vào tầm ngắm khi cha mình ra tranh cử Tổng thống. Hunter, con trai của Tổng thống Joe Biden, nói rằng vai trò của anh ta trong hội đồng quản trị của một công ty khí đốt Ukraine mà Đảng Cộng Hòa đã tố cáo trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 không phải là trái đạo đức và không thể hiện sự thiếu phán xét về phía Anh. Nhưng Hunter sẽ không làm điều đó một lần nữa nếu có cơ hội, anh ta nói trong một cuốn sách mới. Tôi không làm gì trái đạo đức và chưa bao giờ bị buộc tội sai trái, Hunter Biden viết trong cuốn hồi ký Những điều đẹp đẽ. Trong môi trường chính trị hiện tại của chúng ta, tôi không tin rằng sẽ có bất kỳ sự khác biệt nào nếu tôi ngồi vào ghế đó hay không. Dù sao thì tôi cũng sẽ bị tấn công. Điều mà tôi tin rằng trong điều kiện hiện tại, đó là những gì tôi đã làm hay không làm không quan trọng, anh viết. Các cuộc tấn công không phải dành cho tôi, chúng nhằm làm tổn thương cha tôi. Trong cuốn hồi ký, dự kiến phát hành vào thứ Ba, con trai của Tổng thống Biden ghi lại cuộc chiến suốt đời với chứng nghiện rượu và ma túy, cũng như nhiều lần ra vào trại cai nghiện. Hunter Biden viết rằng việc sa vào bóng tối của anh ta đã bắt đầu sau cái chết của người anh trai, Bo, vì bệnh ung thư não vào năm 2015 ở tuổi 46. Hunter kết thúc cuốn sách ở thời điểm hiện tại của mình, tỉnh táo, sống ở California với người vợ thứ hai, Melissa Cohen Biden và con trai nhỏ của họ, Bo. Hunter Biden cũng có ba cô con gái từ cuộc hôn nhân trước. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020 chống lại đảng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden, Tổng thống Donald Trump, một đảng viên Cộng Hòa và các đồng minh của ông đã nhiều lần tìm cách đưa ra vấn đề về công việc của con trai Biden tại công ty khí đốt Burisma của Ukraine. Ông Trump cáo buộc các giao dịch mờ ám không xác định của gia đình Biden mặc dù không đưa ra bằng chứng về bất kỳ hành vi sai trái nào của ứng cử viên Biden hoặc con trai. Là một luật sư và từng là nhà vận động hành lang,
Hunter Biden tham gia hội đồng quản trị của Burisma vào khoảng thời gian ông Joe Biden là phó tổng thống và giúp điều hành chính sách đối ngoại của chính quyền Obama ở Đông Âu. Ông Trump và những người khác đã khẳng định Hunter Biden đã lợi dụng tên tuổi của cha mình và đưa ra những cáo buộc tham nhũng. Giờ đây khi biết tất cả những điều đó, không, tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa, Hunter Biden viết. Tôi sẽ không ngồi vào hội đồng quản trị của Burisma. Trump sẽ phải tìm nơi khác để tìm cách đánh lạc hướng cho hành vi bị luận tội của mình. Hàng triệu liều vaccine COVID của Johnson & Johnson bị hủy hoại do nhầm lẫn. Theo báo cáo hôm thứ Tư, các lô hàng trong tương lai của loại vaccine coronavirus do Johnson & Johnson sản xuất đã bị hoãn tại Mỹ sau một sai sót tại nhà máy làm hỏng 15 triệu liều và đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát chất lượng. The New York Times đưa tin, các công nhân nhà máy giải pháp sinh học Emergen ở Baltimore đã trộn lẫn các thành phần cho vaccine Johnson & Johnson và một loại vaccine COVID-19 khác được sản xuất ở đó vài tuần trước. Báo cáo cho biết lỗi này không ảnh hưởng đến các liều Johnson & Johnson hiện đang được phân phối và sử dụng trên toàn quốc vì chúng được sản xuất ở Hà Lan. Tuy nhiên, nó đã khiến hàng chục triệu liều thuốc đến từ nhà máy Baltimore và sẽ được giao trong tháng tới bị đặt vào nghi vấn. Báo cáo cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đang điều tra sự pha trộn mà các quan chức liên bang cho là do lỗi của con người. Trong khi đó, Johnson & Johnson được cho là đang thực hiện các bước để thắt chặt kiểm soát đối với công việc của công ty này để tránh sự mất hiệu lực về chất lượng trong tương lai. Công ty dược phẩm sinh học này là đối tác sản xuất của cả Johnson & Johnson và AstraZeneca. Các quan chức liên bang dự kiến vẫn đáp ứng được mục tiêu của Tổng thống Biden có đủ vaccine cho mọi người lớn ở Hoa Kỳ vào cuối tháng 5. Hai loại vaccine khác đã được liên bang phê duyệt của Pfizer và Moderna đang tiếp tục được chuyển giao như dự kiến. Bạn trai ghen tuông chặt đầu nữ hoàng sắc đẹp Nga trong khu rừng hẻo lánh. Một người đàn ông Nga được cho là đã chặt đầu bạn gái hoa hậu của mình sau khi anh ta cáo buộc cô sử dụng danh hiệu hoa hậu để tán tỉnh những người đàn ông khác. Thi thể bị cắt của Olga Sliamina, một bà mẹ hai con 33 tuổi, được tìm thấy trong một khu rừng phủ đầy tuyết ở thành phố Novosvinsk. Bạn trai ghen tuông của cô, được báo chí địa phương xác định tên là Vyacheslav Samoglov, đã bị bắt vì tình nghi giết người. Anh ta được cho là đã bắt đầu đánh đập cô gái tóc nâu xinh đẹp, người mà anh ta đã gặp sau hai cuộc hôn nhân thất bại của cô, trong cơn thịnh nộ ghen tuông bùng lên khi cô giành chiến thắng trong một cuộc thi nghiệp dư. Samoglov cáo buộc Slamina tán tỉnh một đồng nghiệp đã mời cô đi dạo trong một khu rừng hẻo lánh, nơi anh ta được cho là đã chặt đầu cô và giấu xác cô trong tuyết. Thi thể của cô được phát hiện sau 5 ngày kể từ khi cô mất tích. Người phụ nữ trẻ đã không liên lạc với gia đình kể từ khi cô rời khỏi nhà. Những người thân của cô đã liên lạc với cảnh sát và cho biết cô ngày càng lo lắng trong những ngày gần đây. Sau khi bị bắt, Samoglov chỉ thừa nhận với các điều tra viên rằng anh ta đã đánh bạn gái của mình nhưng từ chối nói thêm bất cứ điều gì. Một trang báo địa phương khác đưa tin rằng người đẹp xấu số khao khát một cuộc sống gia đình hạnh phúc như cô đã viết trên mạng xã hội, buổi sáng trong một gia đình yêu thương luôn là điều tốt lành. Tổng thống Biden suýt bốc hụt khi đi lên cầu thang của đệ nhất phi cơ, nhưng lần này đã tránh được té ngã. Tổng thống Joe Biden đã khựng lại trong giây lát trên cầu thang của đệ nhất phi cơ hôm thứ Tư, nhưng cuối cùng đã leo lên suôn sẻ hơn so với lần ông bị ngã liên tục khi lên máy bay hồi đầu tháng. Đoạn phim cho thấy ông Biden dường như suýt bị lỡ một bước khi bước lên cầu thang trên chuyến bay đến Pittsburgh, Pennsylvania. Tổng thống 78 tuổi đang chuẩn bị thúc đẩy kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô la. Vào ngày 19 tháng 3, ông Biden đã bị vấp hai lần và sau đó ngã xuống khi cố gắng bước nhanh lên cầu thang của chiếc máy bay tại căn cứ không quân Andrew. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield sau đó cho biết ông Biden không bị thương. Tôi biết mọi người đã nhìn thấy Tổng thống Biden trượt chân trên đường lên cầu thang chiếc đệ nhất phi cơ, nhưng tôi vui mừng thông báo rằng ông ấy vẫn ổn và thậm chí không cần bất kỳ sự chăm sóc nào từ đội ngũ y tế đi cùng ông ấy, cô nói. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự 24 giờ trên phố Bonsai TV. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần tới. Bộ nệm Luxury Lamborghini Made in Italy, warranty 20 năm, được làm từ những chất liệu thiên nhiên, nằm ấm áp khi trời lạnh, mát mẻ khi trời nóng, giúp cho hai người có thể trạng và thói quen khác nhau, nằm trên cùng một tấm nệm nhưng vẫn có thể tận hưởng được sự êm ái, thoải mái với độ cứng mềm thích hợp cho riêng mình. Nệm Lamborghini được bao phủ một lớp kim loại bạc Silverstone
giúp cho máu huyết lưu thông điều hòa. Nệm Luxury Lamborghini 100% made in Italy chỉ có tại Teletron, chỉ 154 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, hoặc được tặng cặp gối Lamborghini Italy 800 đồng.